Hello, xin chào anh chị, quý vị và các bạn cùng trở lại với Mạnh Dũng ô tô Thái Nguyên. Video clip ngày hôm nay thì lại tiếp tục có xe mới về. Một chiếc xe mà em cũng vừa mới mua xong, i10 sản xuất năm 2017, form mới, sedan hai đầu bản đủ. Và dòng xe mà tiết kiệm, quốc dân đứng đầu phân khúc hạng A nhé. Một con xe rất là đẹp. Toàn bộ tổng thành xe nó còn zin. Lốp dự phòng như chưa hạ đây này. Lốp dự phòng mới cứng như này. Chắc là chỉ mới chạm đất một vài lần đây này, chấm sơn này. Đây. Đấy, mới mốc thôi nhưng chưa chạm đất, chỉ mốc thôi. Đấy. Phòng chưa hạ luôn. Toàn bộ tổng thành như này, máng nước này. Đấy, ốc cốp này. Rồi toàn bộ lòng máng cốp zin hết hai bên này. Đấy, hai bên lòng máng cốp. Rồi là nội thất trong xe đây. Đấy, từ keo chỉ zin cả xe này. Đấy, keo chỉ zin cả xe. Đây. Keo chỉ zin cả xe các bác nhá, keo chỉ zin cả xe. Rồi là toàn bộ từ đèn đóm. Khám rất là dài, khám đến tháng 11 năm 2025. Đấy, tổng thành đèn này. Mặt ca lăng với tản nhiệt và toàn bộ đèn gầm đây. Đấy, đèn gầm. Tất cả những mép mí con này về em sẽ dọn dẹp qua một chút xíu nữa. Bắn tỉa rồi là đánh bóng lại cả xe. Đấy, cột kèo zin này, bản lề zin luôn. Đây tổng thành máy đây, quay cho các bác cái máy nhá. Máy đây. Đấy, toàn bộ máy này. Đấy, toàn bộ máy, tất cả ốc này. Đây, ốc zin này. Máy này. Đấy, toàn bộ máy nhá. Đây. Chân máy này. Rồi tất cả những tai đèn zin. Từ những cái xi nhan gương này. Đây. Cột kèo bản lề zin hết toàn bộ từ cột này. Đấy. Vô lăng rất đẹp luôn. Đây, toàn bộ vô lăng này. Đấy, vô lăng nó mới như này cơ mà. Đây. Cực kỳ mới luôn. Đấy, rồi là củ số này, hai chìa khóa zin nhá, giấy tờ này. Hai chìa khóa zin, một chìa chưa dùng đến này. Đấy, một chìa chưa dùng đến, tư nhân một chủ từ đầu. Đấy, một chủ từ đầu. Có tổng thành hồ sơ cầm tay luôn cho các bác. Về các bác chỉ việc đóng thuế ra tên là chạy thôi. Khám rất là dài. Đấy. Đây, hai chìa khóa zin này. Toàn bộ tổng thành xe nó đẹp như này cơ mà. Từ những cái mặt táp lô này. Đấy, từ những cái phần cốp này. Phần cốp này. Táp ly này. Đấy, viền táp ly. Rồi nút đài nổ này. Nút đài nổ mới cứng luôn. Đấy, toàn bộ. Con xe này thì thời điểm hiện tại chỉ có 248 triệu 2017. Sedan hai đầu mà tổng thành xe nó chất như thế này. Đấy, từ ra ghế, từ lót sàn nỉ này, từ tổng thành về vô lăng, rồi bàn chân phanh, chân côn và chân ga đây. Đấy, xe em vừa mua xong các bác nhá, vừa mua xong, mai mới cho vào dọn. Đấy, đây. Tất cả từ bản lề này, bạc bạ lên xuống, keo chỉ cột kèo và từ kính sau, từ những cái tem xanh này. Đấy, toàn bộ phần gầm đây, gầm này. Đấy, con này gầm em còn chưa dọn mà nó đã như này rồi. Đấy, mai mới cho vào dọn gầm máy nội thất, tất cả những cái viền nhựa này, ba là sốc cảm biến lùi này. Đấy, đèn gầm rồi là toàn bộ cam đầy đủ hết, sẵn đi nhá. Riêng mua xe nhà em thì sẵn chạy thôi. Đấy, đây. Đó, toàn bộ táp ly này, đừng bao giờ nhắc đến chuyện khoan đụng taxi dịch vụ với xe nhà em nhá. Đó. Đấy, cửa trước này toàn bộ keo chỉ zin hết luôn. Vậy thì với cái tầm tiền mà loanh quanh 250 quay về, các bác đang tìm một con xe sedan hai đầu rộng rãi, xe đẹp thì các bác liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại, em sẽ tư vấn cho các bác hoàn toàn miễn phí. Một con xe mà đời cao, xe chất, loại này hiện tại vẫn đang khám 2 năm. Đấy, gọi điện cho em qua hai số điện thoại nhé, 0977 004 888 hoặc 0975 772 555. Em sẽ tư vấn cho các bác. Sau đây thì em xin phép được kết thúc video clip và hẹn gặp lại các bác ở những video clip tiếp theo.